Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, cho đến hôm nay, với sự trợ duyên của nhiều YouTuber và sự lan tỏa của mạng xã hội, sức nóng của sư Thích Minh Tuệ và hành trình đi bộ của sư vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỗi bước chân của sư trên con đường tu tâm và giác ngộ đều thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng. Sư Minh Tuệ là một hiện tượng đặc biệt mang lại thiện cảm lớn, xúc động mạnh cho nhiều người, từ các tăng ni, Phật tử đến cả những người ngoại đạo. Đạo hạnh của sư tạo một lực hấp dẫn lớn. Trong gần một tháng qua, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên nhiều nền tảng mạng xã hội giải trí ở Việt Nam không phải là những người nổi tiếng, thần tượng hay nhân vật chính trị nào, mà đó là một nhà tu khổ hạnh đã đi khắp đất nước Việt Nam khất thực, từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam. Không chỉ ở Việt Nam, từ khóa sư thầy Minh Tuệ còn vượt ra ngoài lãnh thổ, truyền cảm hứng học Phật cho nhiều Phật tử tu tập trên khắp thế giới. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã có mặt tại sân bay để chào đón phái đoàn các sư từ Ấn Độ, phái đoàn các sư qua Việt Nam với mong muốn lớn lao được gặp và đảnh lễ đối với sư Minh Tuệ. Dù chưa biết đây có phải là tin tức chính xác hay không, nhưng câu chuyện này đã tạo ra một niềm vui lớn và làm xúc động toàn bộ cộng đồng Phật tử cả trong và ngoài nước. Thật hoan hỷ vô cùng vì Việt Nam chúng ta có một vị sư phát tâm đi tu, công đức lan tỏa đến các nước, mà đặc biệt hơn cả là Ấn Độ, đất nước được xem là cái nôi của Phật giáo. Ấn Độ không chỉ là quê hương của Đức Phật, nơi Ngài sinh ra, trải qua cuộc đời khổ hạnh, đạt được sự giác ngộ và tại thế, mà còn là trung tâm tinh thần của Phật giáo, nơi mà tôn giáo này đã bắt nguồn và phát triển. Nguyên do vì sao mà các sư bên Ấn Độ, khi biết được sư Minh Tuệ, thì các ngài tức tốc qua Việt Nam gặp gỡ với mong muốn tỏ lòng kính trọng và đảnh lễ với sư Minh Tuệ. Lý do là gì? Có một vị cao tăng ở Ấn Độ đã mở Phật nhãn thần thông của mình và thấy được tiền kiếp của sư Minh Tuệ. Được biết vị sư này cũng rất thông mạch về kinh điển và Phật Pháp, đã tu tập từ khi còn nhỏ. Ngài nhập định và cho biết rằng ở Việt Nam có một vị Phật ra đời. Qua sự lan tỏa mạnh mẽ cả ngoài biên giới, thì hình ảnh sư Minh Tuệ được Ngài nhận định là sư Minh Tuệ là người mình đang nhắc tới, người mà cho đến hôm nay được hàng ngàn vị Phật tử và người dân cung kính đảnh lễ. Đây là một câu chuyện hết sức bất ngờ, cũng là để phát khởi từ tính tâm. Chúng ta có thể hướng đến sự hiểu biết sâu sắc về Tam Bảo và chánh pháp của Đức Phật là nguồn cảm hứng vô tận cho cuộc sống và sự tiến bộ tinh thần Phật Pháp của chúng ta. Nói về hành trình bộ hành của sư Minh Tuệ, sư đã tu hành được 9 năm và đã tu khổ hạnh được 6 năm, bắt đầu từ năm 2018. Sư thường đi đầu trần, chân đất và không ai biết đến sư. Mãi cho tới gần đây, sư mới trở thành một hiện tượng được Phật tử Việt Nam và thậm chí là cả công chúng không phân biệt tôn giáo ngưỡng mộ. Nhìn vào các nền tảng giải trí xã hội ở Việt Nam thời gian gần đây, không có người hay là chủ đề nào có sức ảnh hưởng, độ tiếp xúc và sự chú ý có thể vượt qua từ khóa Thích Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ được mọi người yêu mến, kính trọng, gọi sư là sư thầy, sư phụ. Nhưng khi đáp lại các tín đồ, thì sư tự xưng mình là con. Sự khiêm nhường ở đây chính là sự vô ngã. Sư nhặt vải ở ven đường hoặc ở nghĩa trang để may quần áo bằng ba y, nghĩa là chỉ có ba lớp vải quanh người. Mỗi ngày chỉ xin ăn một lần, thường ngồi ăn không nằm xuống, và sư ngồi thiền rất lâu, khi ngủ không nằm xuống. Ở những nơi nghĩa địa, nơi an nghỉ của những người chết
hoặc nhà hoang công trình phúc lợi. Tài sản duy nhất của sư chính là chiếc lõi nồi cơm điện trên tay, làm bình bát khất thực. Sư đi độc hành với đôi chân trần, bất chấp dưới cái nắng hay mưa. Trước những lời khen ngợi ngưỡng mộ của dư luận, sư Minh Tuệ chỉ khiêm tốn gọi mình là người tu học, đang học giáo lý nhà Phật. Sư nói rằng, con không phải là một tu sĩ, cũng không phải là thầy của ai cả. Con chỉ là một công dân Việt Nam bình thường, tu tập và học hỏi theo giáo pháp nhà Phật. Sư Minh Tuệ không chỉ là một biểu tượng của lòng từ bi và lòng vị tha, mà còn là nguồn động viên và sự khích lệ cho hàng triệu con người trên khắp thế giới. Sự phản hồi tích cực từ cộng đồng được thể hiện qua hàng chục ngàn bình luận dưới bài viết về sư là minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng to lớn mà sư đã tạo ra. Từ những người theo đạo Phật cho đến những người không theo tôn giáo, từ giới trẻ đến người già, tất cả đều nhìn nhận sư Minh Tuệ như một nguồn cảm hứng và một người điển hình của tinh thần nhân văn. Sự kiên trì và lòng nhân ái của sư đã làm cho tên tuổi của sư vang khắp đất nước trong lòng người dân Việt Nam, cũng như vươn ra xa khỏi lãnh thổ này. Đất nước Việt Nam chúng ta quá tự hào vì có một vị chân tu như sư Minh Tuệ. Tên tuổi của sư sẽ tiếp tục tỏa sáng và lan tỏa như một ngọn đèn soi đường cho tất cả chúng sanh. Đông đảo người dân dõi theo sư Minh Tuệ, có người được gặp trực tiếp, nhưng cũng có rất nhiều người chưa có duyên gặp được. Họ thông qua mạng xã hội theo dõi cập nhật từng bước đi nơi đến của sư. Dù bằng cách này hay là cách khác, nhưng nhìn chung cả đất nước Việt Nam chúng ta đang hướng về sư Minh Tuệ. Điều này đã làm cho tháng Phật Đản trở thành dịp thi đua học tập và thực hành hạnh Phật. Trong bối cảnh nhiều người đang tò mò dõi theo trend sư thầy Minh Tuệ, một vị chân tu mà có người phải thốt lên 2.600 năm mới có một. Sư Minh Tuệ đã đưa Phật Pháp đến gần với những người ít có điều kiện học Phật hiểu Pháp, thật là việc làm công đức vô lượng. Từ việc các sư Ấn Độ bay qua Việt Nam chúng ta để gặp sư Minh Tuệ và đảnh lễ, chúng ta thấy họ đã đến với một lòng tôn kính và hy vọng gặp người được cho là Đức Phật tái thế. Chúng ta nhận ra rằng sự đức hạnh của sư Minh Tuệ không chỉ dừng lại ở một nơi, mà nó đã lan tỏa ra khắp năm châu trên thế giới. Hình ảnh của sư như một nguồn cảm hứng đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, khơi dậy lòng tin và niềm hy vọng về Phật Pháp. Điều này là minh chứng cho sức mạnh của lòng từ bi và tầm ảnh hưởng to lớn từ một lòng thành tâm học Phật. Trước mong muốn được gặp gỡ sư Minh Tuệ của phái đoàn các sư ở Ấn Độ, thì chúng ta thấy tên tuổi và đạo hạnh tu tập của sư Minh Tuệ cũng đã lan truyền sang cả Trung Quốc và các nước khác. Các Phật tử Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh của sư Minh Tuệ trên mạng xã hội Weibo, và thông tin này đã lan tỏa nhanh chóng. Họ không chỉ đánh giá cao tầm ảnh hưởng và đức hạnh của sư, mà họ còn gửi đi thông điệp về sự tôn trọng đối với Phật Pháp trên toàn cầu. Việc biết rằng một vị sư bộ hành từ Việt Nam được coi là Đức Phật xuất hiện đã khiến cho tâm hồn của những người tôn sùng Phật giáo trên khắp thế giới bừng sáng lên trong niềm tin và hy vọng. Đặc biệt ở Ấn Độ, việc một vị sư như sư Minh Tuệ xuất hiện tại Việt Nam đã trở thành một chủ đề gây sự chú ý và quan tâm tại đất nước này. Mỗi khi có tin tức mới từ Việt Nam về quá trình tu hành đầy kỳ diệu của sư Minh Tuệ, không chỉ các sư mà còn các Phật tử cũng đều rất quan tâm. Những câu chuyện về sự khổ hạnh và lòng kiên trì của sư Minh Tuệ đã gợi lên hình ảnh của Đức Phật khi xưa. Sự tôn kính dành cho sư Minh Tuệ đã trở thành cầu nối tâm linh giữa các quốc gia. Thực hư về chuyện sư Minh Tuệ có phải là hiện thân của Đức Phật hay không
vẫn còn đang là một ẩn số, nhưng nhìn vào quá trình khổ hạnh đầy rẫy khó khăn của sư, các Phật tử khắp nơi không chỉ thấy một bậc chân tu mà còn là một biểu tượng sống động của sự tu hành đúng đắn, một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho sự phát triển tâm linh. Sự hiện diện và những đóng góp của sư Minh Tuệ đã và đang tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng Phật tử không chỉ ở châu Á mà còn trên toàn thế giới. Ông là một minh chứng sống cho việc thực hành và lan tỏa Phật Pháp, đem lại ánh sáng và niềm tin cho hàng triệu con tim. Những đúng sai về việc có hay không các sư Ấn Độ qua Việt Nam để tỏ lòng thành kính với sư Minh Tuệ có lẽ không còn quan trọng nữa. Vì nhìn vào hành trình đã đi qua của sư Minh Tuệ, ai cũng có thể nhận thấy một sự thật rất rõ ràng. Sư Minh Tuệ là một biểu tượng sống động của sự tu hành chân chính. Hành trình của sư từ những ngày đầu khổ hạnh với sự kiên trì và không ngừng học hỏi đã tạo nên một câu chuyện tràn đầy cảm hứng với sức mạnh tâm linh. Mỗi bước đi của sư Minh Tuệ là một minh chứng cho lòng kiên định và sự tận tụy với con đường Phật Pháp. Những gian khó mà sư đã vượt qua, những giá trị mà sư đã gìn giữ và lan tỏa chạm đến trái tim của hàng triệu con người, không phân biệt quốc gia hay là tôn giáo. Sự tôn kính và ngưỡng mộ dành cho sư không chỉ đến từ những câu chuyện kể lại, mà còn từ chính những thay đổi tích cực trong thực tế mà mọi người trải nghiệm khi thực hành theo những lời dạy của sư. Chúng ta không cần bàn cãi thêm về tính xác thực của những chuyến viếng thăm, bởi lẽ sự lan tỏa và tầm ảnh hưởng của sư Minh Tuệ đã vượt ra khỏi những biên giới thông thường. Sư đã tạo nên một di sản tâm linh phong phú bằng người thật, việc thật, mắt thấy tai nghe rõ ràng, kết nối những trái tim hướng về sự thiện lành và giác ngộ. Những giá trị và bài học từ sư Minh Tuệ đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho thế hệ hiện tại và cho tương lai. Sư Minh Tuệ không chỉ là một vị sư, một vị chân tu, mà còn là một ngọn đèn soi sáng con đường cho nhiều người, nhiều Phật tử. Hành trình tu hành của sư là biểu tượng cho sự kiên trì, lòng từ bi và trí tuệ. Chính vì thế, bất kỳ tranh cãi nào về việc các sư Ấn Độ đến Việt Nam cũng không thể làm mờ đi ánh sáng của những gì sư Minh Tuệ đã và đang đóng góp cho cộng đồng Phật tử toàn cầu. Hãy để hành trình của sư Minh Tuệ trở thành nguồn cảm hứng bất tận, dẫn dắt chúng ta trên con đường tu tập và làm phong phú thêm đời sống tâm linh của mọi người. Cầu chúc cho tất cả quý Phật tử và quý khán thính giả đã nghe Pháp học đạo và tìm hiểu đạo luôn tìm thấy ánh sáng và niềm tin trên con đường tìm về với Phật. Hãy giữ vững lòng từ bi, tinh tấn và trí tuệ, luôn hướng về những giá trị tốt đẹp được lan tỏa trên những bước chân bộ hành của sư Minh Tuệ. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, với sự trợ duyên của nhiều YouTuber, thầy Minh Tuệ nhanh chóng trở thành một luồng gió mát, một cơn mưa rào, một sự chấn động thức tỉnh. Hình ảnh đôi chân trần, y áo giá, một cái nồi cơm điện ăn ngày một bữa, xin ăn qua ngày, không cầm tiền, không tích trữ thức ăn, thầy đã mang lại thiện cảm lớn, xúc động mạnh cho nhiều người. Thầy đại diện cho một sự đối lập mạnh mẽ với những giá trị vật chất và tinh thần mà xã hội đang chạy theo. Mọi nhu cầu vật chất bình thường như thức ăn, quần áo và chỗ ở, đối với thầy đều được giải quyết bằng cách tối giản và triệt tiêu nhất có thể. Thầy đi khất thực và chỉ ăn một bữa mỗi ngày vào trước 12 giờ trưa. May những mảnh vải thừa mà người khác đã vứt đi để mặc. Thầy không nhận tiền cúng dường và không cầm thừa đồ ăn, để cho bữa sau còn có thể đến với những người khác. Thầy dùng đôi chân trần đi bộ gần như toàn bộ quãng đường tu tập mà không nghĩ tới đích đến
và thầy khẳng định sẽ hành thiền trọn đời chỉ để tìm kiếm sự ngộ đạo và bình an trong tâm hồn. Dưới ánh sáng của thầy Minh Tuệ, chúng ta nhận ra rằng sức hút không nằm ở trong sự nổi tiếng hay là tài sản, mà nằm ở trong sự khiêm tốn và lòng từ bi. Thầy không muốn truyền tải thông điệp gì cả, mà chỉ đi vì bản thân cần đi. Và chính sự chân thành và nhân ái của thầy đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ, làm cho mọi người bị thu hút và cảm thấy cảm kích trước sự hiện diện thanh tịnh và nhân ái của thầy. Trong một xã hội bị áp đặt bởi sự chú trọng vào tiền bạc và danh vọng, thầy Minh Tuệ đã nổi lên như một tia sáng giữa bóng tối, từ chối mọi tiện nghi và nhu cầu vật chất cơ bản để đi theo bước chân của Đức Phật. Trái ngược với sự khao khát chứng tỏ bản thân qua những lời nói phô trương và sự tự cao tự đại, thầy luôn tìm kiếm sự vô ngã và khiêm tốn, luôn tự coi mình là con khi nói chuyện với mọi người. Trong khi một số biến tướng thực hành tín ngưỡng chỉ để trục lợi cá nhân, thầy lại đi với chiếc lõi nồi cơm điện mà không cầm một xu một đồng của đại chúng. Thầy Minh Tuệ không chỉ là một hiện tượng mạng phổ biến, thu hút sự chú ý từ dân hiếu kỳ đến những nhà sáng tạo nội dung quanh quẩn. Thực tế, thầy dường như đi trước một bước so với những sự vô minh cực điểm mà mạng xã hội đang mang lại cho thế giới. Người ta muốn chụp ảnh check-in với thầy để thể hiện bản thân mình, trong khi tâm hồn trong mỗi bước chân của thầy lại là vô ngã. Mọi người tạo ra các clip, thu hút lượt view và kiếm tiền bằng cách bắt chước những bước chân của thầy. Nhưng thầy lại thể hiện một ý chí ngoài vật chất. Mặc dù người ta đến lễ thầy để cầu xin điều gì đó, nhưng thầy luôn khuyên mọi người hãy tự tu tập, đừng mong cầu phép màu từ bên ngoài. Thầy Minh Tuệ không cần ai hộ pháp, vì người tu có việc của người tu. Thật hữu duyên, câu chuyện về thầy lại chợt bùng lên vào dịp lễ Phật Đản, mang lại những sắc màu sâu sắc để cho mỗi người trong chúng ta có thể tự ngẫm nghĩ và tự soi sáng trong lòng mình. Cuộc sống tu hành khắc nghiệt của thầy Minh Tuệ không phải là một mô hình mà tất cả chúng ta phải làm theo nếu muốn tu tập. Thay vào đó, chúng ta có thể tự tìm hiểu và thực hành Phật Pháp một cách sâu sắc và phù hợp với bản thân mình. Chúng ta có thể lấy cảm hứng từ tinh thần kiên cường và lòng nhân ái của thầy Minh Tuệ để tự mình tiến bước trên con đường của mình, tự điều chỉnh và tự hoàn thiện từng bước chân để dần dần làm sáng tỏ và thấu hiểu những khía cạnh tối tâm trong tâm hồn, từ đó hướng dẫn và giải thoát bản thân khỏi những gánh nặng và khổ đau. Những câu nói, những chia sẻ tinh tế từ sâu thẳm trái tim của thầy Minh Tuệ như những nguồn sáng len lỏi tới những ngóc ngách tối tăm nhất, soi rọi chỉ đường cho mọi người bước theo bước chân của Đức Phật. Hữu duyên, quý vị hãy tĩnh tâm lắng nghe những câu nói làm thức tỉnh cả nhân loại của thầy Minh Tuệ để tiêu tan mọi buồn phiền khổ đau ở kiếp này. Thứ nhất, giữa tháng 7 năm 2015, con đi làm, vô tình nghe được Phật Pháp. Con phát nguyện ăn chay ngày một bữa, tìm đọc kinh sách Phật và giữ giới trong 6 tháng. 2. Con thấy mục đích Phật dạy rất cao cả, nên con muốn đi tu và quyết định xuất gia. 3. Cha mẹ con lúc đầu không cho, sau đó thì cũng chấp thuận. Con được cha mẹ chia phần tài sản như các anh em trong nhà, nhưng con từ chối, con chỉ xin cha mẹ ký giấy cho con xuất gia thôi. 4. Lúc đầu tu học thì con không hiểu được gì nhiều, con như người lớp 1, lớp 2, rồi từ từ học lên nữa. Người ta cũng chỉ cho con nên con hiểu nhiều hơn. 5. Con tu học ở chùa một thời gian, có pháp danh là Thích Minh Tuệ. Sau đó con thấy không hợp nên con rời bỏ chùa, lên núi ẩn cư một mình trong hốc đá. Hàng ngày đi khất thực, dù Phật không có nói, nhưng con chọn ngủ ngồi 3 năm rồi không có nằm. Con ngủ ngồi là con muốn bỏ cái ngủ đi,
Khi nào mệt quá thì ngồi tựa vào gốc cây hay bờ tường cũng được. 6. Sau thời gian ở một chỗ, con thấy mình không có cơ hội xúc chạm để thử thách tham sân si, nên con quyết định đi bộ hành từ Nam ra Bắc rồi ngược lại. Con không dám nói trước cho đến lúc nào thì con dừng. 7. Con muốn giữ lại pháp danh cũ, nên con nói tên con là Thích Minh Tuệ, thay vì nói tục danh là Lê Anh Tú. 8. Bình thường như con khi chưa phát tâm tu hành chánh đẳng chánh giác thì không sao, nhưng khi phát tâm tu hành rồi thì đầy đủ các thứ đánh đập chửi bới bệnh đau nó đến để thử thách trong lòng mình có vượt qua được không, có chiến thắng với 4 nỗi khổ sinh già bệnh chết không. Thí dụ bệnh đau là cái đầu tiên dẫn đến để xem mình có sợ nó không. 9. Trước khi đi tu, con cũng có việc làm như bao người. Con không hạnh phúc bởi con tư duy thấy rằng cho dù ai có việc làm, có công chức cuộc sống ổn định, nhưng rồi cũng bệnh, cũng già và chết như nhau, con sẽ giống họ. 10. Con muốn học những điều Phật dạy cao siêu, vi diệu, tối ưu, thiền định, trí tuệ, thoát được khổ đau và an lạc hạnh phúc. 11. Phật bày như thế nào con làm theo thế ấy, để có an lạc hạnh phúc, chứ không phải tự mình mà biết. Con chưa vào định được, con còn đang học. 12. Con đi tu là để cầu giải thoát. Khi đắc đạo chánh đẳng chánh giác, con mới đền đáp được công ơn cha mẹ. 13. Con tuyệt đối không nhận tiền vàng là vật phẩm của ai với bất kỳ hình thức nào. 14. Y áo con mặc được may từ vải con nhặt được ở nghĩa địa thùng rác ven đường. 15. Con không sử dụng y áo có màu giống như các tu sĩ và nói mình ở chùa nào, vì con không muốn mượn hình ảnh để xúc phạm đến sư thầy và các chùa. Người ta có thể nói con lợi dụng để lừa đảo hay làm điều sai trái làm ảnh hưởng đến họ. 16. Bình bát để nhận thức ăn là do con sửa chế từ nồi cơm điện người ta cho con. Đó không phải là y bát của quý sư thầy. 17. Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết, nên con phải sớm đi tu, lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội. 18. Có người hỏi con ngủ ở nghĩa địa có thấy gì không? Con nói không thấy cũng không đúng. Có khi con thấy bóng đen nào đó đi qua, nhưng không ảnh hưởng gì đến con thì con nói thấy hay không thấy cũng vậy. 19. Giờ đây, con coi mọi người đều là anh em cha mẹ như con. 20. Trong lòng con không còn ích kỷ hận thù. Con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng. 21. Giờ nếu anh có chửi con vẫn coi anh là bạn. 22. Người ta có đánh con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ. 23. Con nguyện ước chúc cho mọi người được hạnh phúc. 24. Bình thường như con khi chưa phát tâm tu hành chánh đẳng chánh giác thì không sao, nhưng khi phát tâm tu hành rồi thì đầy đủ các thứ đánh đập chửi bới bệnh đau nó đến để thử thách trong lòng mình có vượt qua được không, có chiến thắng với 4 nỗi khổ sinh già bệnh chết hay không. Thí dụ bệnh đau là cái đầu tiên dẫn đến để xem mình có sợ nó hay không. 25. Mọi người không nên học bói toán vì có cái đúng, có cái không đúng. Đức Phật không có dạy xem bói. Hơn nữa, nếu họ tài giỏi thì họ đã bói cho họ rồi. Thay vì học bói toán, mọi người nên học đạo đức, giới luật, cố gắng giữ 5 giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống bia rượu sẽ được hạnh phúc. 26. Việc giữ giới là quan trọng đầu tiên trong giới định tuệ. Không giữ giới thì không tu được thành Phật. 27. Ăn chay mà giữ giới thì cũng thành đạt trong việc tu Phật được. 28. Người ta cho con chay mặn có đủ, nhưng khi ăn con chọn thức ăn chay. 29. Mọi người đừng lại con, mà hãy lại Phật Pháp Tăng. 30.
con không kêu gọi hay lập ekip đi theo quay phim con, nhưng con cũng không xua đuổi họ. 31. Nếu họ quay phim con mà được lợi ích thì con cũng chúc họ hạnh phúc. 32. Đối với con ở đâu cũng là chùa, nên con không quan trọng lý do vì sao chùa này mở cửa, chùa kia đóng cửa. 33. Con đi bộ không đi xe là để rèn luyện sức khỏe. 34. Con đi chân trần để cảm nhận được những gì ở phía dưới chân mình, có dẫm đạp lên các loài côn trùng sinh vật không. Hơn nữa giày dép mau hư hơn chân con. 35. Ai không có thứ gì đáng giá trên người mới là hạnh phúc, vì họ không phải lo giữ gì cả. 36. Con không có gì hết, nên con không sợ bị ai đánh đập hay giết mình lấy của. Con không sợ chết, bởi con đâu có thứ gì tiếc uổng, cần phải sống để mà giữ nó. 37. Có người hỏi con ngủ ở trong chòi lá, rừng cây, lạnh lẽo rét buốt, làm sao mà ngủ ngon bằng ở phòng kín, chăn ấm nệm êm. Con nói vẫn ngon, vì theo lời Đức Phật dạy, ngủ ở đâu cũng ngon, nếu không có khởi tâm dâm dục. 38. Đọc chú Đại Bi phải có mục đích nào đó. Nếu vì muốn mình an ổn cần phải đọc chú Đại Bi, thí dụ xua đuổi con quỷ chẳng hạn, thì mình cư xử ác với nó, rồi con không muốn giành lấy chỗ hay sự an ổn của ai, thí dụ của con quỷ, nên con không đọc chú Đại Bi. 39. Ai nói xấu con hay chửi mắng con thì con không giận họ, mà chúc họ may mắn. Ai nói tốt con hay là khen tặng con thì con bình tâm, không để mình bị dính vào ngã mạn, và con cũng chúc họ được hạnh phúc. 40. Nói xấu, nói tốt hoặc khen chê con thì rồi cũng vậy, nhưng con phát hiện ra hai tâm trạng. Người cho con thức ăn thì con thấy họ rất vui và hạnh phúc, còn người chửi con thì con thấy họ đỏ mặt không tự nhiên. 41. Con không phải là sư thầy gì cả, con là công dân Việt Nam giống như mọi người thôi. Con chỉ muốn học tu, con không có mục đích tuyên truyền hay là rao giảng gì cả. Tất cả lời Phật dạy đều có trên mạng. 42. Khi nào con thành tựu được chánh đẳng chánh giác, con mới giảng pháp cho mọi người được. Bây giờ người nào muốn học thì cứ lên mạng nghe giảng của các sư thầy, kinh sách nào của Phật cũng đều có cả. 43. Những người tu hành già cả hay là nghèo khổ, mình nên bố thí cho họ cơm ăn, y áo vật thực hay cái gì đó. Những người xa ngã ăn chơi hư hỏng, mình bày cho họ đừng sát sinh trộm cắp, sống lương thiện, giữ trọn năm giới, đó là bố thí pháp. 44. 6 năm qua con không là nhân sự ở chùa nào. Con không là Nam Tông hay là Bắc Tông, cũng không phải là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bởi con tự thấy đạo đức của con chưa đạt đến cảnh giới đó. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, tôi nhớ rõ khoảng 6 năm trước, tôi từng thấy hình ảnh của Thầy Thích Minh Tuệ trên mạng xã hội. Nhưng ông chỉ là một cá nhân đơn giản, sống yên bình và khiêm nhường. Cho đến gần đây, ông mới trở thành một hiện tượng nổi bật, không chỉ trên mạng xã hội mà còn trong sinh hoạt hàng ngày của nhiều người. Đặc biệt, ông không xác định mình thuộc vào bất kỳ truyền thống Phật giáo cụ thể nào, không phân biệt Nam Tông hay là Bắc Tông, và cũng không công khai rằng mình tu theo hạnh Đầu Đà. Thậm chí, thông tin về ông chỉ được biết đến qua một vài vị sư khác, khiến cho việc đặt ông vào một khuôn pháp truyền thống trở nên vô nghĩa. Hành giả Minh Tuệ, một nhà tu hành theo lối khổ hạnh, không chỉ đơn thuần là một người tu mình theo cách khác biệt, mà còn là một biểu tượng của sự khiêm nhường và tỉnh thức. Trong giao tiếp hàng ngày, ông tự xưng là con thay vì thầy, tôn trọng và nhấn mạnh sự nhận biết về sự thực tại bên trong mỗi người, thay vì vị trí xã hội hay là danh hiệu. Hành động của ông như ăn một bữa mỗi ngày, mặc áo giá và ngủ dưới gốc cây, tại nhà hoang hoặc nghĩa địa, đều thể hiện sự từ bi và chia sẻ với những người đang chịu đau khổ và thiếu thốn trong cuộc sống này. Những hành động của hành giả Minh Tuệ đã trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội. Ông tự xưng mình là một người tập tu
theo hạnh của Đức Phật, đang hướng đến việc tìm kiếm sự giải thoát bản thân mà không bị ràng buộc bởi những vật chất hay là danh vọng của thế giới. Sự khiêm nhường và đơn giản trong lối sống của ông là nguồn cảm hứng và kích thích cho những người gặp gỡ ông. Trong thời gian đọc hành, những câu nói của Sư Minh Tuệ không chỉ là những lời đơn thuần mà còn là những dấu ấn tinh thần sâu sắc, động viên và truyền cảm hứng đến tất cả mọi người. Từ những từ ngữ đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao là nguồn cảm hứng không ngừng cho hành trình tâm linh của mỗi người. Những câu nói của Sư Minh Tuệ đưa ta vào một không gian yên bình, nơi mà tâm hồn được rửa sạch nhẹ nhàng và thanh thản, là những tia sáng lấp lánh, chiếu sáng con đường tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống và hướng dẫn chúng ta trên con đường của sự tỉnh thức, là ánh sáng dẫn đường trong cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa và tìm thấy niềm vui thực sự của cuộc sống này. Quý Phật tử và quý khán thính giả, xin hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm những lời nói chân thành từ tâm của Sư Minh Tuệ. Những lời dạy của Sư Minh Tuệ như những nguồn nước trong sa mạc giúp cho mọi người đang lạc lối trong bóng tối vô minh tìm thấy sự an lạc và tỉnh thức, nhận ra những giá trị tốt đẹp trên cuộc đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Người biết gieo trồng phước đức, trước tiên là họ sống an vui, hạnh phúc vì thoải mái đầy đủ cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần. Họ sẽ là người giàu có trong hiện tại và mai sau. Phật dạy cho chúng ta 8 cách tạo công đức để sống an lạc, hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Thứ nhất, bố thí. Thứ hai, giữ giới trong sạch. Thứ ba là thiền tập. Thứ tư, quan hỷ với công đức hay thiện nghiệp do người khác làm. Thứ năm là khiêm tốn. Thứ sáu, hồi hướng phước báo mỗi khi làm việc thiện. Thứ bảy, thường xuyên đọc kinh, nghe pháp. Và thứ tám là hoằng pháp lời sinh. Về bố thí. Bố thí tiếng Phạn là Dana, có nghĩa là sự cho. Còn theo từ ngữ Hán Việt, bố là cùng khắp, thí là cho, có nghĩa là cho cùng khắp, không phân biệt người thân hay kẻ thù. Chính vì chúng ta còn phân biệt, chấp ngã, nên ta chỉ bố thí có giới hạn, dẫn đến không được nhiều lợi ích. Từ cúng dường là nói trại đi của hai chữ cung dưỡng, có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng. Về nội dung thì bố thí hay cúng dường chỉ là một, không có gì sai khác. Tuy cùng chung một nghĩa cử, một hành động, nhưng người ta dùng hai từ khác nhau để phù hợp với đối tượng thọ nhận. Cho với lòng hảo tâm, thương cảm thì gọi là bố thí, còn cho với lòng ngưỡng mộ, tôn kính thì gọi là cúng dường. Làm người trong trời đất, ai cũng từ cha mẹ sinh ra. Cha mẹ làm nên thân người, chính vì vậy ta phải có trách nhiệm, bổn phận, hiếu thảo với mẹ cha bằng cách chăm sóc về tình cảm, tinh thần và cung cấp, dưỡng nuôi lúc cần thiết. Cung cấp những nhu cầu thiết yếu để nuôi dưỡng cha mẹ là đạo lý. Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Trong tập quán của người Việt Nam, dịp việc kính trọng thờ ông bà tổ tiên. Ngoài việc cúng dường cha mẹ, người Phật tử còn có trách nhiệm và bổn phận cúng dường người tu hành chân chính, suốt đời phục vụ vì tám bảo, vì lợi ích chúng sinh. Tại sao ta phải cúng dường người tu hành chân chính? Cha mẹ làm nên thân ta, thầy tổ giúp ta biết được điều hay lẽ phải để vượt qua cạm bẫy cuộc đời, không rơi vào hố sâu tội lỗi. Vì vậy, từ cúng dường được dùng đối với các bậc trưởng thượng, tôn kính như cha mẹ, thầy tổ, vân vân, là những người có công nuôi dưỡng, dạy dỗ, chỉ bày, giúp ta nên người. Ngoài từ ngữ bố thí, cúng dường, còn có nhiều từ ngữ khác như kính tặng, kính biếu, để nói lên lòng tôn kính của người cho.
từ ngữ bố thí được người Việt Nam sử dụng với nhiều ý nghĩa như cho, tặng, biếu, giúp đỡ, chia sẻ. Tất cả đều mang ý nghĩa tốt đẹp của hành động cho. Con cháu đem vật phẩm nuôi dưỡng ông bà cha mẹ thì gọi là cúng dường vật phẩm. Còn ông bà cha mẹ đem của cải vật chất cho con cháu thì tôi gọi bằng từ cho, giúp đỡ hay chia sẻ. Hoặc người dân bình thường muốn đem phẩm vật cho những người có địa vị trong xã hội thì gọi là kính biếu hay kính tặng. Cùng một hành động bố thí mà tùy theo đối tượng, tùy theo hoàn cảnh mà ta dùng chữ sao cho phù hợp để không làm mất đi sự tôn kính, lòng thương cảm của ta. Là người học Phật, chúng ta phải thấu hiểu rõ ràng chỗ này để dùng từ ngữ không bị sai lệch mà làm ảnh hưởng không tốt đến hành động bố thí của mình. Bố thí cúng dường là hành động làm phước thiện. Theo luật nhân quả, nó là điều kiện thiết yếu để ta tiêu trừ đau khổ, chuyển hóa nghèo cùng khốn đốn, không còn sợ nghèo đói và vượt qua nỗi bất an, sợ hãi trong cuộc đời, như mũi tên chỉ đường để ta không bị lầm đường lạc lối. Người Phật tử chân chính, việc thiện dù nhỏ mà ta chịu khó làm thì vinh hoa phú quý sẽ đến với ta trong hiện tại và tương lai. Nhờ bố thí mà lòng tham lam, ích kỷ của ta được giảm bớt và ngày càng được tiêu trừ tâm xấu ác. Nếu chúng ta chất chứa lòng tham, sẽ tạo cho ta nhiều nỗi khổ, niềm đau cho người khác. Nuôi dưỡng lòng hiềm hận, luôn sống trong sự bất an, lo sợ và làm tổn hại người khác. Về trì giới, bất luận một cơ quan, đoàn thể, tổ chức nào trong xã hội muốn được phát triển bền vững và lâu dài đều phải có nguyên tắc của nó, kỷ luật chặt chẽ, có quy củ để duy trì giới. Điều mà họ chế ra lại càng có giá trị thực tiễn nhằm giúp ích cho con người. Đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập ra. Ngài là một đấng giác ngộ hoàn toàn. Chính vì vậy, những giới luật Phật chế ra nhằm giúp cho chúng ta biết cách ngăn ngừa tội lỗi để ngày càng hoàn thiện chính mình hơn. Chính vì sự lợi ích lớn lao của giới luật nên Đức Phật đã khuyên các hàng đệ tử của Ngài phải một lòng nghiêm trì giới luật. Kinh Lời Dạy cuối cùng, Phật báo rằng: gặp thời không có Phật, mọi người hãy lấy giới luật làm thầy. Tùy theo căn cơ, trình độ và hoàn cảnh sống mà chúng ta có thể phát tâm trì giới. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin nói về năm giới cho người cư sĩ tại gia. Trì là giữ giới chặt chẽ. Giới là những điều răn dạy, ngăn cấm nhằm giúp cho chúng ta vượt qua biển khổ sông mê mà không bị sa hầm sụp hố để hành Bồ Tát Đạo cho đến khi viên mãn thì thành Phật. Thứ nhất, trì giới chấp tướng. Trì giới chấp tướng là trì giới mà chỉ có hình thức bên ngoài, chứ bên trong thì tâm ý bị chi phối những dục vọng thấp hèn. Như chúng ta trì giới vì háo thắng, để được mọi người khen ngợi, rồi cho mình hơn người nên ta trì giới, và coi thường khinh dễ người phạm giới. Trì giới như thế là giả dối, đánh lừa mình và người khác. Thứ hai là trì giới không chấp tướng. Trì giới không chấp tướng là dâng theo lời Phật dạy, mà tùy theo khả năng phát nguyện, gìn giữ, không vì háo thắng, không vì danh lợi, không bị các thế lực hoàn cảnh ép buộc mà làm. Người Phật tử chân chính, có tài thí, pháp thí, mà không biết gìn giữ giới pháp, thì không thể hết phiền não, tham sân si, nói chi là thành Phật. Vì người ấy một mặt làm phước, để vui chơi hưởng thụ, nên dễ gây nhiều tội lỗi cho người khác. Ngược lại, người Phật tử chân chính luôn tâm niệm rằng
mình trì giới để có cơ hội sống tốt hơn, giảm bớt những thói hư tật xấu và sẵn sàng giúp đỡ sẻ chia khi gặp người bất hạnh. Khi mọi hành giả trì giới được thanh tịnh, thì tâm từ bi hỷ sẽ phát sinh, làm cho ta biết bao dung và tha thứ, biết đóng góp và sẻ chia, và thương yêu trong hiểu biết, không thấy ai là kẻ thù, chỉ có người chưa thông cảm với ta mà thôi. Sự tu sửa chỉ cốt thực hành. Dù chúng ta có thông minh tài trí đến đâu, thâm hiểu giáo lý cao siêu, mà không thực hành thì giống như người đói mà ăn bánh vẽ vậy, chỉ uổng công vô ích. Chính vì vậy, chúng tôi xin chân thành khuyên nhủ quý Phật tử, sau khi đã quy hướng Tam Bảo làm đệ tử Phật rồi, kế đến là chúng ta phát nguyện giữ giới. Từ giữ một giới cho đến khi nào giữ trọn vẹn năm giới, coi như ta đã thành tựu 3/4 con đường. Phần còn lại sẽ kết hợp với buông, xả và dấn thân hành Bồ Tát Đạo đến khi thành Phật viên mãn mới thôi. Trì giới là tránh không làm hại người khác qua lời nói hay hành động, như giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối hại người và uống rượu say sưa, sử dụng các chất kích thích độc hại như xì ke, ma túy. Những việc này có thể làm tổn hại mình và người khác. Giữ giới giúp chúng ta loại bỏ sự căng thẳng bồn chồn, lo lắng phát sinh từ các hành vi sai trái. Khi chúng ta giết hại, nói dối, lừa đảo hoặc trộm cướp của người khác, hiện tại bị tù tội, mai sau chịu nhiều quả báo xấu và sẽ bị đọa vào 3 đường dữ: địa ngục, quỷ đói và súc sinh. Giới có công năng hỗ trợ, giúp cho thiền định và trí tuệ phát sinh. Nhờ vậy, ta dễ dàng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui và hạnh phúc. Thiền tập giúp chúng ta thanh lọc các phiền muộn khổ đau do ham muốn quá đáng như tham, sân hận và si mê, ganh ghét, tật đố, ích kỷ, bỏng sẻn, vân vân. Những phiền não này làm cho chúng ta phiền muộn đau khổ. Thiền tập giống như tẩy các chất xú quế ra bên ngoài bằng cách tắm rửa, đi tiểu và đi đại. Để cho thiền tập đạt được kết quả tốt đẹp, chúng ta phải giữ giới trong sạch. Người giết hại hay trộm cướp của người khác khó đạt được thiền định vì trong tâm của họ còn quá nhiều toan tính, lo lắng và sợ hãi. Nhờ giữ giới tinh nghiêm, ta dễ dàng phát triển định tuệ đồng thời. Ngay khi định là có trí tuệ, nên ta dễ dàng buông xả những tâm niệm xấu ác làm tổn hại người khác. Ta sẽ dùng cái thấy, cái nghe hay biết để biết rõ mọi cử chỉ hành động trong sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác đó giúp ta làm chủ được những ý nghĩ, lời nói, hành động đang diễn ra trong giờ phút hiện tại. Khi chúng ta tỉnh giác, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Ta thấy, nghe hay biết trong sự định tĩnh sáng suốt, thường biết rõ ràng mà không phân biệt vọng động. Khi ta tỉnh giác là ta đã có mặt trong từng giây phút của sự sống. Nhờ vậy, mỗi giây phút của sự sống là sự bình yên hạnh phúc. Cái hạnh phúc này là một tặng phẩm quý giá cho những người biết cách thiền tập trong mọi hoàn cảnh. Đây là một việc làm rất đổi bình thường. Khi chúng ta biết tỉnh giác trong từng phút giây, chúng ta sẽ nhận diện và an trú những gì đang có trong hiện tại. Ta biết như vậy là ta đang thiền tập trong đi, đứng, nằm, ngồi. Nhờ vậy, ta sẽ kiểm soát mọi ý nghĩ, lời nói cho đến hành động dễ dàng. Tắm dưới vòi nước tươi mát, ta gội đầu kỳ cọ, cảm nhận được dòng nước tươi mát trong sạch, trong trạng thái an lạc, thoải mái, nhẹ nhàng mà vẫn không đánh mất chính mình. Khi ta làm việc gì, ta biết việc đó,
đừng để mọi suy nghĩ tư tưởng kéo ta về quá khứ hay mơ ước đến tương lai, làm cho ta dính mắc vào những lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, sầu khổ, giận hờn và si mê. Ai có chiều sâu trong tu tập thì tỉnh giác trong từng phút giây bằng cách nhận diện từng dòng niệm mà không cần phải xua đuổi hay bám víu vào nó. Ngay khi đó thì tâm Phật hiện tiền mà vẫn thường biết rõ ràng trong định tĩnh và sáng suốt. Như vậy ta đang làm chủ bản thân. Hành giả có chiều sâu thì nhìn vọng niệm giống như gió thoảng mây bay, vì lúc nào cũng sống trong tỉnh thức, thường biết rõ ràng. Chúng ta thiền tập trong lúc ngồi, nằm, đứng, đi, làm việc trong vài ba ngày sẽ cảm nhận được bình an, hạnh phúc. Đây là một sự thật nhiệm màu mà ai cũng có thể làm được, chỉ cần ta kiên trì trong bền bỉ và lâu dài. Chúng ta hãy tập sống sâu sắc và thảnh thơi như vậy trong khi ăn uống, đi tiểu, đi đại và làm việc, thì chỗ nào chẳng phải là thiền. Chúng ta muốn làm chủ bản thân thì tâm ý không được tiếc nuối quá khứ, không mơ mộng đến tương lai, mà chỉ sống ngay trong giờ phút hiện tại. Khi tham, ta biết ta đang tham thì sẽ hết tham. Việc làm thức ăn và ăn sáng cũng là loại thiền tập quan trọng không thể thiếu trong đời sống. Vì những việc này ta phải tự giải quyết. Khi chúng ta nấu nước sôi, pha trà, pha cà phê, nấu cháo, nấu hủ tiếu, chiên cơm nguội, vân vân, chúng ta làm việc gì thì biết việc đó. Tỉnh giác trong làm việc sẽ giúp cho ta biết cách chuyển hóa, soi sáng lại chính mình với những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Tỉnh giác là cốt thủy của thiền tập, làm cho trái tim ta hiểu biết và thương yêu hơn. Nhờ tỉnh giác trong từng phút giây, giúp ta sống hiểu biết hơn, yêu thương hơn và vui sống bình an, hạnh phúc với tất cả mọi người. Ai cũng có năng lực tỉnh giác, chỉ cần chúng ta kiên trì thực tập trong điều đặn thì kết quả sẽ đạt được ngay tại đây và ngay bây giờ. Như vậy, mỗi ngày chúng ta có mặt là một ngày chúng ta có thiền, có tỉnh, có giác, có biết mà vẫn an nhiên tự tại. Cuộc sống như thế có gì làm cho ta phiền muộn khổ đau? Tuy chúng ta biết rõ như vậy, nhưng vẫn còn tập khí, tức là thói quen đã huân tập nhiều đời. Đây là những thói quen xấu được lặp đi lặp lại nhiều lần, nên nó sai sử ta chạy theo những vọng niệm, nhớ nghĩ tiếc nuối về quá khứ hay mơ tưởng đến tương lai mà đánh mất chính mình trong hiện tại. Khi mới bắt đầu thiền tập và đang đi vào thiền tập, chúng ta sẽ bị những thói quen lo lắng, sợ hãi và dính mắc trong tham ái. Chính những thói quen đó đã làm cho ta không an trú vững chãi được trong giờ phút hiện tại. Tuy nhiên, ta phải kiên trì và bền bỉ để đến một lúc nào đó làm chủ được những thói quen ấy mà không bị cuốn trôi bởi những được mất ta người. Chúng ta biết cách thiền tập trong đi đứng nằm ngồi, trong lúc ăn uống, làm việc hoặc nghỉ ngơi là ta đang làm chủ bản thân mình. Khi chúng ta không tiếc nuối về quá khứ, không bị tương lai làm xáo động là ta đang sống tại đây và ngay bây giờ. Tóm lại, ta chỉ cần thiền tập trong mọi hoàn cảnh, trong đi, đứng, nằm, ngồi. Ta làm chủ trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Đó là một thực tế nhiệm màu mà ít ai ngờ đến. Nhiều người cứ nghĩ rằng tu là phải vô chùa, ở hang sâu rừng thẳm. Không ngờ, tu chỉ là đơn giản như vậy. Tùy hỷ công đức là quan hỷ với những ai đã làm những việc thiện lành tốt đẹp bằng cách chia sẻ hay nâng đỡ người khác. Như thấy người khác làm việc giúp đỡ kẻ khác vượt qua cơn hoạn nạn. Đa số chúng ta ai cũng mang sẵn thói quen ganh ghét tật đố, cống cao, ngã mạn,
tham danh hám lợi. Bởi có những tính xấu ấy, nên khi thấy ai làm điều gì tốt đẹp, chúng ta liền có phản ứng ngay bằng cách chỉ trích phê phán đúng sai về người đó. Vậy, thế nào là tùy hỷ công đức? Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, những điều đem lại lợi ích hạnh phúc cho người khác. Nghĩa là, thấy ai làm việc gì tốt, có công đóng góp lớn cho xã hội, thì ta đều quan hỷ, phát tâm vui mừng và còn tán thán người đó. Hoặc thấy họ làm điều phước thiện, chúng ta quan hỷ vui vẻ với việc làm của người, mừng vì thế gian có thêm được một người tốt và bớt đi một người xấu. Sự quan hỷ vui vẻ giúp cho con người sống yêu thương gần gũi với nhau hơn bằng trái tim hiểu biết. Người phát tâm làm việc bố thí, chính họ đã khởi lòng từ bi thương xót giúp đỡ người khác. Thấy người bố thí, ta phát tâm tùy hỷ hoặc tìm cách trợ giúp theo. Chính ta đã chuyển hóa được tâm ganh ghét, tật đố, ích kỷ của mình. Phật thí dụ, một ngọn lửa của một cây đuốc, dù đem 100.000 cây đuốc khác đến mồi, ngọn lửa ấy vẫn không bị hao mòn, mà còn làm cho chung quanh đó sáng thêm. Tuy cùng làm một việc làm phước thiện, mà người phát tâm nhỏ hẹp thì công đức sẽ có giới hạn, người phát tâm rộng lớn thì công đức vô cùng tận. Trong kinh Phật dạy, người phát tâm rộng lớn để bố thí vật chất của chỉ bằng hạt cải mà quả báo như núi Tu Di. Ngược lại, người ôm lòng nhỏ hẹp bố thí của bằng núi Tu Di, công đức chỉ bằng hạt cải. Khi thấy người làm việc bố thí, chúng ta phát tâm tùy hỷ việc tốt của người khác, chắc chắn người đó sẽ cảm mến ta. Ta tùy hỷ việc làm tốt của người khác, không tốn hao tài sản hay hao mòn sức lực, mà đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho mình và người. Thấy người làm điều thiện, ta không phát tâm hoan hỷ, mà còn sanh tâm ganh ghét, tật đố, khinh chê, coi thường người ấy, làm họ thối bồ đề tâm. Ta và họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Chính tâm ích kỷ, tật đố, cống cao ngã mạn đã làm cho mọi người càng trở nên xa lánh, không thích gần gũi. Khiêm tốn là một loại đức hạnh làm cho người khác thương mến chúng ta, vì nó trái ngược tính cống cao ngã mạn, chỉ đưa đến sự hiềm thù mà oán ghét lẫn nhau. Nếu chúng ta muốn mọi người thích gần gũi, mến thương, thì ta phải biết khiêm tốn. Người biết khiêm tốn luôn được mọi người yêu mến, quý trọng. Người khiêm tốn là người luôn có tấm lòng từ bi quảng đại, biết bao dung và độ lượng trong mọi vấn đề. Chúng ta hãy tâm niệm như sau: xin cho tôi được làm đất để mọi người được dẫm lên. Người sống ở đời biết khiêm tốn mới học hỏi được nhiều điều hay, tu dưỡng phẩm chất đạo đức thanh cao để làm gương sáng cho người học hỏi bắt chước tu tập theo. Người biết khiêm tốn là đi ngược lại với tâm cống cao ngã mạn, nên được nhiều người mến thương, người trí quan hỷ chỉ dạy và giúp đỡ trong việc làm và tu sửa đạo đức. Nếu chúng ta tìm cầu danh vọng phú quý giàu sang mà không thực hành hạnh khiêm tốn thì khó mà thành tựu như mong muốn. Người hiểu biết nhiều và có điều gì cao thì càng phải khiêm tốn nhiều hơn nữa đối với những người thấp kém hơn mình. Nhờ vậy, cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn, bởi ta biết yêu thương mọi người bằng trái tim hiểu biết. Người Phật tử chân chính phải có lòng yêu thương người vật, biết khiêm tốn nhúng nhường trước mọi người và hằng xét lại lỗi mình để tìm cách sửa đổi cho tốt. Như vậy, người khiêm tốn luôn đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho nhân loại bằng tình người trong cuộc sống với tấm lòng từ bi rộng lớn. Hồi hướng phước báo mỗi khi làm việc thiện có nghĩa là ta quan hỷ muốn cho nhiều người khác
cùng làm việc tốt với mình. Nhờ vậy, nhân loại sẽ bớt khổ đau nhiều hơn. Chúng ta có thể hồi hướng phước báo cho những người đang sống, vì có nhiều người đang sống trong si mê lầm lạc. Chúng sinh ở thế gian đâu phải ai cũng có hiểu biết chân chính, nên mỗi khi ta làm việc thiện hay tu tập được an lạc để hồi hướng công đức cho mọi người cũng được như ta. Ngoài việc hồi hướng phước đức cho những người cùng sống với ta, chúng ta cũng cần phải hồi hướng cho những chúng sinh sống trong cảnh giới quỷ đói, đang thèm thuồng khao khát miếng ăn vật thực bằng sự tưởng tượng của con người. Chỉ cần chúng ta có lòng thành, mỗi khi ăn uống hay làm điều gì có ích cho người, ta hãy hồi hướng cho kẻ dương, người âm được hưởng phần phước báo. Đó là ta đang mở rộng lòng từ bi đến với muôn loài. Chính vì vậy, mỗi khi chúng ta làm điều gì có ích lợi hoặc thiện lành như giúp đỡ người khác, ta đều hồi hướng để mọi người được chung hưởng. Nói tóm lại, chúng ta muốn việc hồi hướng có lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì ta phải biết giữ giới, bố thí, thiền tập, tùy hỷ việc làm tốt, khiêm tốn, không cống cao ngã mạn và vận dụng lời Phật dạy để ngày càng được sống tốt hơn bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Dẹp việc nghe Pháp. Khi đến chùa nghe Pháp, chúng ta phải chú ý lắng nghe. Nếu nghe xong mà không hiểu gì hết, thật là uổng công vô ích biết chừng nào. Chúng ta tu học như thế thì biết đến bao giờ mới được trí tuệ rộng lớn. Phật Pháp tuy khó nghe, nhưng chúng ta đang nghe và đã nghe, chẳng lẽ nghe xong rồi lại trả cho thầy hay sao? Nếu đã như thế, chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn, biết đây là nghiệp chướng sâu dày do nhiều đời không gieo trồng hạt giống trí tuệ, nên bây giờ mới bị lú lẫn, ngu ngô như thế. Biết được như vậy, chúng ta hãy nên thành tâm sám hối, cố gắng siêng năng, tinh tấn, học hỏi chuyên cần. Tại sao có người nghe một lại hiểu mười, nghe mười hiểu trăm, còn ta nghe xong chẳng hiểu gì hết? Bởi ta không gieo nhân thông minh trí tuệ, nên phải chậm lục hơn người và kém hiểu biết. Biết được vậy rồi, chúng ta phải làm sao cố gắng học hỏi thêm nhiều hơn nữa để thông suốt lời Phật dạy và biết cách tu hành nhằm chuyển hóa phiền muộn khổ đau thành an vui, hạnh phúc. Kinh Phật thường dạy, dặn tư tu, khi nghe Pháp rồi, chúng ta phải suy nghĩ xem xét tìm ra nguyên nhân tốt xấu, đúng sai, để ta bắt đầu tu sửa phiền não, tham, sân, si thành vô lượng trí tuệ và từ bi. Ta không gieo nhân trí tuệ thì làm sao có quả thông minh sáng suốt? Có người sở dĩ họ thông minh sáng suốt là do họ đã học hỏi và huân tập nhiều đời, không có gì là do bỗng nhiên và khi không mà có được. Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng dốt nát quê mùa, làm nghề đốn củi nuôi mẹ, chỉ nghe một câu kinh liền ngộ đạo và sau đó phát tâm xuất gia tu hành thành tổ, để lại nhục thân cho đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Trong suốt 8 tháng trời, Ngài chỉ làm một việc giã gạo nấu cơm, ấy thế mà Ngài được truyền y bát làm vị tổ thứ 6 lịch sử Thiền Tông Trung Hoa. Sau này Ngài đã báo trước ngày giờ ra đi trước 3 tháng và để lại nhục thân không bị hoại cho đến tận ngày hôm nay. Khi đến chùa nghe Pháp, chúng ta cố gắng học hiểu rõ ràng nghĩa lý lời Phật dạy, để rồi sau khi ra về nhớ đó mà ứng dụng thực hành. Nghe học như thế thực sự mới có lợi ích thiết thực và xứng đáng là người Phật tử chân chính. Nếu chúng ta đã đến chùa, khi nghe thì hiểu, khi về thì quên, nên đụng chuyện phát sinh đủ thứ phiền não, làm cho mọi người mất niềm tin,
và không còn muốn tu học nữa. Tu học như thế vô tình phỉ báng Phật Pháp, cho nên chúng ta phải cố gắng tu học trí tuệ rộng lớn để chuyển hóa u mê, tối tâm thành trong sáng, thanh tịnh, chuyển hóa khổ đau thành an vui hạnh phúc. Nghe Pháp và tu học như vậy mới xứng đáng là người Phật tử chân chính. Hoằng Pháp lợi sinh có nghĩa là giúp đỡ người khác biết được Phật Pháp như mình, tính sâu nhân quả mà tránh xa điều xấu ác. Giáo Pháp của Đức Phật rất vô cùng hữu ích và có thể tạo cho người khác vượt qua cạm bẫy cuộc đời bằng cách làm mới lại chính mình. Thời Phật còn tại thế, việc chú trọng đến tính giác ngộ và sự bình đẳng giữa con người với nhau nhằm xóa bỏ mọi giai cấp thống trị. Chính vì thế, sau khi chứng ngộ, Phật thấy được tính bình đẳng trong mỗi chúng sinh, vì mê chấp mà có sai biệt nghiệp lực. Do phân định giai cấp ở Ấn Độ mà con người bị đóng khung an phận trong giai cấp của mình, không có óc cầu tiến để vượt thoát nỗi khổ niềm đau. Hoằng Pháp vào thời Đức Phật đem lại giá trị bình đẳng giữa con người với nhau, không còn lệ thuộc bởi đấng quyền năng. Phật dạy, vì lợi ích cho chúng sinh, quý thầy hãy đi khắp nơi, không đi hai người một chỗ, để hướng dẫn cho mọi người biết được đạo giác ngộ, giải thoát. Ngài bảo, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Ngày xưa, việc Hoằng Pháp rộng rãi đến các tầng lớp mọi người, Phật kêu gọi tứ chúng phân bổ khắp nơi để tiện việc truyền bá đạo giác ngộ cho mọi người. Ngày hôm nay, việc Phật giáo đi vào xã hội với phương châm tốt đạo đẹp đời đã bắt đầu được hình thành nhưng còn rất ít. Nghĩa là, chúng ta ngoài việc giúp đỡ vật chất cho người qua cơn túng thiếu, ta còn phải chỉ cho họ có đủ niềm tin về nhân quả mà tìm cách dứt ác làm thiện. Chúng tôi đã làm việc này trong nhiều năm nay, đi vào các vùng sâu, vùng xa, đi vào các trung tâm bảo trợ, đi vào các trường học để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn với tinh thần lá lành đùm lá rách, kêu gọi mọi người cùng kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống. Việc làm của Phật giáo giúp cho con người cái cần câu, chứ không chỉ cho con cá. Nghĩa là chúng ta đem giáo lý bình đẳng nhân quả để họ thức tỉnh mà biết cách gieo trồng phước đức nhằm vươn lên vượt qua hoàn cảnh nghèo khó bất hạnh. Phật giáo trong thời đại văn minh tiến bộ cần phải hòa nhập vào cộng đồng xã hội qua nhiều lĩnh vực cụ thể: giáo dục hạnh phúc hôn nhân gia đình, kiến thức môi trường sống, giáo dục trẻ em, kinh tế, tài chính, quản trị, tổ chức đào tạo gia đình Phật tử. Chúng ta phân biệt rõ hai lĩnh vực. Một bộ phận chuyên tu không bận tâm đến vật chất để tĩnh tâm mà an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Mặt khác, bộ phận Hoằng Pháp cần phải giao tiếp với xã hội để tạo những phương tiện truyền thông dung hợp đạo đời. Xã hội ngày nay là xã hội cạnh tranh. Đạo Phật không thể an bần lạc đạo như quan niệm xưa kia. Đức Phật không cấm chúng ta làm giàu, chỉ cấm làm giàu bất chính, thiếu đạo đức mà thôi. Nếu chúng ta an phận và nghèo vật chất, thì lấy gì giúp đỡ người bất hạnh? Phật tử ngày nay có quyền làm giàu để có điều kiện đóng góp giúp đỡ xã hội về mọi mặt mà vẫn giữ được đạo tâm trong sáng. Phật giáo ngày nay, nếu biết kết hợp Hoằng Pháp với các sinh hoạt từ thiện, sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho nhiều người hơn. Dĩ nhiên, cái nghèo, cái đói là bệnh trầm kha. Cứu trợ giúp đỡ chỉ là giai đoạn nhất thời. Công việc như thế chỉ là muối bỏ biển. Chính vì thế, Phật giáo giúp đỡ vật chất để có cơ hội khuyên nhủ mọi người tính sâu nhân quả, thể hiện lòng biết ơn và cố gắng tránh ác làm lành,
được sự quan tâm của chính quyền các cấp, tạo công ăn việc làm và vốn liếng để người bất hạnh vươn lên làm mới lại chính mình bằng tình người trong cuộc sống. Như vậy, hoằng pháp lợi sinh cũng là việc cần xét đến, nhất là tại đất nước Việt Nam chúng ta còn nghèo khó. Phật giáo lợi sinh cả vật chất lẫn tinh thần là một việc làm mang ý nghĩa tốt đời đẹp đạo. Người Phật tử chân chính khi tu học có an lạc hạnh phúc, trước tiên khuyên nhủ gia đình người thân có niềm tin sâu sắc về nhân quả. Nhờ vậy họ sẽ tránh xa điều ác mà hay làm điều lành. Rộng ra hơn nữa là chúng ta sẽ hướng dẫn bạn bè, đồng nghiệp cùng bà con xóm giềng quy hướng về Phật Pháp để cùng nhau sống tốt hơn. Một người biết tu hành thì gia đình an vui hạnh phúc. Cả xóm biết tu thì mọi người sẽ thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều người cùng tu thì đất nước sẽ giảm bớt tệ nạn xã hội và cùng vui sống với nhau bằng tình yêu thương chân thật. Nói tóm lại, tám pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta vừa có cơ hội hoàn thiện chính mình về nhân cách đạo đức mà còn có điều kiện dấn thân phục vụ tha nhân nhằm làm giảm bớt nỗi khổ niềm đau để mọi người sống với nhau bằng trái tim thương yêu và hiểu biết. Trong tình yêu, nếu chẳng thể đến với nhau, thôi đành coi như duyên phận đã tới cuối đường, rằng chỉ có thể cùng nhau đi một quãng thế thôi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn lời Phật dạy về ba vô thường giúp con người vượt qua cảm giác thất tình. Thưa các bạn, tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và vô cùng cao đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn yêu nhau, nắm tay và đi hết con đường. Có khi tình yêu gian dở, đứt gánh giữa đường, người ta dễ rơi vào cảm giác thất tình, đau buồn, chán nản. Cảm giác thất tình, có lẽ mọi người trên trái đất này đều đã ít nhất một lần trải qua. Con người gặp và yêu nhau là do duyên phận. Nhưng duyên phận lại là điều vô cùng kỳ lạ. Không ai có thể hiểu thực sự về nó. Có thể hữu duyên vô phận, có thể yêu nhau, nhớ nhau, nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có, cố gắng có khi lại chẳng thành. Ở đời có câu, có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cấm liễu, liễu lại xanh. Là gì như vậy? Tại sao như vậy? Là gì như thế? Tuy nhiên, con người cũng nên hiểu rằng hôm nay có duyên phận không có nghĩa là cả đời có duyên phận. Có thể người ta chỉ đi được cùng nhau một quãng đường nào đó mà thôi. Mất đi rồi cũng không nên quá ủ rũ, đau buồn làm gì. Càng không thể nghĩ rằng thế giới này sụp đổ. Bởi làm như thế chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Người mất đi nhất định không phải là người thích hợp nhất. Vật mất đi nhất định không phải là vật tốt đẹp nhất. Bởi vậy khi thất tình, chúng ta đừng nên nghĩ đó là một cái gì đó quá ghê gớm, rằng tình yêu của chúng ta vĩ đại, không thể thay thế, rằng anh ấy, cô ấy là người tuyệt vời nhất, mà nên nghĩ rằng đó chỉ là một giai đoạn sinh học nhất thời của chúng ta như bị ốm vậy. Dần dà theo thời gian khỏi bệnh, cơ thể chúng ta sẽ lại bình phục. Khi đó nhìn lại, chúng ta thấy mình ngày xưa vật vã thật là buồn cười. Đức Phật dạy rằng, tất cả những gì trong thế gian đều biến đổi, hư hoại, đều là vô thường. Chúng ta đau khổ bởi cứ hy vọng tình yêu này là mãi mãi. Ta hãy cùng tìm hiểu vì sao như thế. Vô thường có ba: thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Nói về thân vô thường, thân thể của bạn không mãi mãi khỏe mạnh,
không thể trẻ mãi không già. Từng sát na, từng giây trong thân bạn biến đổi, từng tế bào chết đi, tế bào mới lại sanh ra. Các bạn không có phương pháp bảo vệ bản thân. Lỡ một ngày bạn bị ung thư, nhan sắc tàn phai, bị bệnh nan y, liệu người yêu của bạn có còn mặn mà với bạn như xưa hay không? Về tâm vô thường, chúng ta phải biết rằng lòng người thay đổi, đổi thay. Con gái thì sáng nắng, chiều mưa, trưa lại giông bão. Con trai thì chẳng biết đó là Lý Thông hay là Thạch Sanh. Chẳng ai mà đoán cho được. Người thì đi du học, người thì đi làm ăn xa, kẻ ở nhà mòn mỏi chờ đợi. Rồi qua năm tháng xa mặt cách lòng, chẳng mấy ai mà giữ được cho cái tình yêu thuở đó. Có thể bạn đang có một tình yêu đẹp, nhưng cũng phải nhận ra một sự thật là trong tình yêu đó luôn ẩn chứa một sự đổ vỡ, bởi vì đó là vô thường. Người Phật tử biết như vậy nên luôn sẵn sàng đón nhận những điều bất trắc có thể xảy ra trong tình cảm. Nhờ vậy, tránh được những hành động tiêu cực như bị sốc, thất tình, tự tử, vân vân. Về hoàn cảnh vô thường, có nghĩa là vạn vật trước mắt bạn luôn thay đổi, tình thế thay đổi, cuộc đời thay đổi. Yêu nhau thật nhiều, nhưng cũng không thể được gần nhau. Thí dụ như chiến tranh, thiên tai, tử nạn. Một khía cạnh khác của hoàn cảnh vô thường. Thí dụ, bạn Dần và bạn Mùi, trước nghèo thì sao cũng được, bỗng dưng giàu có thì chẳng nhìn mặt nhau. Có một chuyện khác, bạn Sửu tích góp tiền để giúp cho bạn Tí, người yêu bao năm ăn học đàng hoàng. Đến khi tốt nghiệp thì người yêu lại gạt bỏ và yêu một người khác cùng đẳng cấp xã hội, có trí thức, chứ ai lại mặn mà với bạn Sửu, một người nghèo ít học nhưng chỉ có tấm lòng. Trường hợp hoàn cảnh thay đổi như vậy, thử hỏi bạn Sửu có chịu nổi áp lực này hay không? Người con Phật nên nhìn trước được hoàn cảnh để gìn giữ hạnh phúc của mình. Nhân duyên qua lời dạy của Phật, sâu sắc, giản đơn, con người ta tốt hơn hãy mở rộng tấm lòng của mình. Cái mất đi là cái đáng quý, bởi mất đi cho ta tự nguyện do duyên phận của đời ta. Cho nên, dù nhiệt tình như ngọn lửa, ngọt ngào như hoa, ôn hòa như nước, thì cũng là đoạn tình cảm đã qua. Duyên phận đi tới cuối đường, buông tay cầu thanh thản. Nghe lời Phật dạy, bốn nguyên tắc giải thoát khỏi sự nghèo khổ. Thưa các bạn, chúng ta thường có thói quen than trời trách đất, không ngừng hỏi lý do tại sao mình lại nghèo, dù đã cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Dưới đây là lý do và những nguyên tắc vàng giúp cho các bạn chuyển nghiệp nghèo theo lời Phật dạy. Thứ nhất là không bao giờ nên mong giàu. Nguyên nhân của những dằn vặt đau khổ mà người nghèo phải trải qua đó là luôn khát khao được giàu có. Tuy nhiên, phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích của chúng ta, giúp người, giúp đời. Còn như suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền, thì tiền càng không đến. Càng mong muốn nhiều tiền, thì tiền càng không có. Nguyên tắc thứ hai là, phải hiểu rằng nghèo là do mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ. Luôn ghi nhớ điều này, đồng thời sám hối nghiệp xưa. Chúng ta cần phân biệt rõ ranh giới giữa việc không cần tiền và ra vẻ không cần tiền. Đừng để việc không cần tiền biến thành thái độ tự thấy mình ngon lành mà không cần giàu, không thèm giàu rồi vênh mặt lên coi thường tất cả. Cái ra vẻ sẽ khiến ta nghèo mãi. Thái độ đúng ở đây là biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái biết này là sự sám hối âm thầm giúp cho ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. Nguyên tắc thứ ba là biết rằng nhờ cảnh nghèo mà mình thương yêu được mọi cảnh khổ trên đời, mà nếu giàu thì chưa chắc đã có. Người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo, vì họ
chưa từng trải qua. Cho nên hãy vui mừng, vì nhờ nghèo mà mình thương yêu được rất nhiều người bị những người khác bỏ quên. Thương yêu được mọi người là chất liệu, là nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Nguyên tắc thứ tư là dù nghèo nhưng vẫn cố gắng chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Người giàu làm phước rất dễ dàng, họ có thể bỏ ra cả triệu đồng để bố thí, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Thời xưa, có người từng hỏi Phật, con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời, không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời bán tặng cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên. Tiếp theo là lời Phật dạy trong cuộc sống để chúng ta tâm an. Thưa các bạn, khổ đau hay hạnh phúc gì đó chỉ là cảm giác. Và cảm giác ấy do chúng ta tự tạo nên. Người giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc, và người hạnh phúc chưa chắc đã giàu sang. Vì vậy, hãy bình thản đón nhận mọi chuyện với tâm thế vô tư, tự tại để rèn luyện cảm giác hạnh phúc cho chính mình. Dưới đây là những lời dạy của Đức Phật, hãy chiêm nghiệm và suy gẫm nhé. Thứ nhất, có đôi khi chúng ta mãi miết tạo ra những mối quan hệ mới để cho cuộc sống bớt trống trải mà quên mất rằng có những người bạn thân thiết, chỉ đến khi họ mất rồi, ta mới thực sự hiểu cô đơn là gì. Thứ hai, đôi khi chúng ta cố gắng kiếm thật nhiều tiền nhằm mua tình cảm của những người mới quen mà quên mất rằng ở đâu đó có một người trao cho chúng ta cả trái tim mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Thứ ba là có đôi khi trong đỉnh cao của sự nghiệp, chúng ta cứ thế đắm chìm trong những lời hứa tâng bốc nịnh nọt của những kẻ xa lạ mà quên mất rằng ở một nơi nào đó có người vẫn trung thành hy sinh vì chúng ta, ngay cả khi chúng ta ở dưới đáy của xã hội. Thứ tư là có đôi khi chúng ta cho rằng cuộc sống hạnh phúc là phải có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, mà quên mất rằng với ai đó được nhìn thấy chúng ta ăn cơm hàng ngày là lẽ sống của cuộc đời họ. Thứ năm là cuộc sống ngắn ngủi lắm, hãy sống cho thật đáng để không hối hận khi không còn được sống. Thứ sáu là cuộc đời này không khó, chỉ có con người làm khó với nhau. Thứ bảy, Đức Phật nói rằng bí quyết để khỏe mạnh hàng ngày cả tâm hồn, thể xác gồm bốn điểm thế này. Một, quên chuyện quá khứ. Hai, đừng lo cho tương lai. Ba, sống bằng hiện tại. Và bốn là không được thở dài. Thứ tám, người thiện thì có hào quang trắng sáng, người ác thì có khí đen đúa hắc ám. Do đó, làm thiện, làm ác đều tự nhiên hiện ra nơi hình tướng. Bạn có thể che mắt người, nhưng không thể che mắt Phật, Bồ Tát và quỷ thần. Thứ chín, đôi khi mình không thấy được nguồn gốc của những phiền não khổ đau trong tâm mình, như là giận hờn, bất mãn, oán hận, lo lắng buồn phiền. Mình cứ đổ lỗi cho người này, cho người kia, đổ lỗi cho điều này, điều nọ. Ít khi mình nhìn thấy trách nhiệm của chính mình, vì tham, sân, si, vì lòng tự tôn hoặc tự ti, tự ái, lòng ích kỷ vân vân, mà mình có thái độ, cách hành xử, có lối sống không hay không đẹp, hoặc tự mình làm khổ, nhưng mình lại không thấy điều đó. Kiếp trần gian chỉ là kiếp tạm. Cuộc sống của con người luôn có dòng luân hồi. Ai biết được nhiều chân lý thì người đó sẽ có sự thanh thản, thật biết vì những lời dạy của Đức Phật với chúng con. Người xưa thường lấy những sự vật xung quanh đời sống con người để so sánh, đối chiếu, ước lượng với một điều gì đó. Như trời xanh để ước lượng về sự cao thấp, như địa cầu để so sánh
với nặng nhẹ, như gió cuốn để đối chiếu với sự nhanh chậm, như cỏ cây chen chúc để nói về số lượng ít nhiều. Dù không mấy chính xác so với các đơn vị đo lường hiện đại, nhưng cách tiếp cận của người xưa lại gần gũi, dễ liên tưởng và hình dung hơn. Khi một vị trời hỏi Thế Tôn về vật gì mà cao hơn trời, nặng hơn đất, nhanh hơn gió và nhiều hơn cỏ, Ngài đã nhanh chóng trả lời rằng: giới nặng hơn đất, mạng cao hơn trời, hồi tưởng nhanh hơn gió và tư tưởng nhiều hơn cỏ. Trời hỏi cũng rất hay mà Phật đáp cũng khéo vô cùng. Không chỉ khéo, lời đáp của Thế Tôn mang ý nghĩa đặc biệt, gợi lên những ý chỉ sâu xa về sự tu học, hiểu rõ mình hơn để chuyển hóa tâm thành tựu giới định tuệ. Có một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước sắp về. Bây giờ có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật đảnh lễ với chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Tự thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cây cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà. Phật dạy về thấy biết lộn ngược và thấy biết như thật. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: vật gì nặng hơn đất? Vật gì cao hơn không? Vật gì nhanh hơn gió? Vật gì nhiều hơn cỏ? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: giới đức nặng hơn đất, mạng cao hơn hư không, hồi tưởng nhanh hơn gió, tư tưởng nhiều hơn cỏ. Bây giờ thiên tử kia lại nói kệ: đâu thấy Bà La Môn đã đạt bát niết bàn, qua rồi mọi sợ hãi, vượt hẳn đời ái ân. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói quan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân Phật liền biến mất. Kinh Tạp A Hàm, kinh số 1298. Thế Tôn khẳng định giới đức nặng hơn đất. Địa cầu với sơn hà, đại địa là nền tảng để mọi sự vật nương vào, đứng vững, vươn cao. Giới đức nặng hơn địa cầu, vì giới là nền tảng của mọi thiền pháp. Chỉ cần có giới, nương tựa vào giới, tất nhiên người con Phật có đầy đủ tư cách đạo đức làm người, làm trời, làm thánh, trở đến làm Phật. Mạng chính là ngã mạng, cống cao, không xem ai ra gì, ta là số một. Thế Tôn dạy, mạng cao hơn hư không, cao hơn cả trời. Thế mới biết, chấp thủ tự ngã dính mắc vào cái tôi và của tôi rất khủng khiếp, chót vót tận trời xanh. Mọi khổ đau trở ngại đều có nguồn gốc từ sự chấp ngã này. Nhớ nghĩ về một điều gì đã xảy ra trong quá khứ, gọi là hồi tưởng. Chỉ một sát na hồi tưởng, lập tức quá khứ hiện về, nhanh chóng đến độ gần như tức thì. Xem ra, gió lốc chậm chạp hơn rất nhiều so với tâm hồi ức của con người. Vì nhanh chóng như vậy, nên con người hay hồi tưởng về quá khứ, rồi vui buồn theo, chìm đắm trong quá khứ mà bỏ quên hiện tại. Tâm hành suy nghĩ nghĩ tưởng, nói chung dấy khởi liên trục trong tâm. Nên Thế Tôn dạy rằng, tư tưởng nhiều hơn cỏ. Những ai từng ra ngoài thiên nhiên ruộng đồng sẽ thấy rằng cỏ cây chen kín mặt đất. Vì tâm nghĩ tưởng mông lung bất tận, nên kinh điển thường thí dụ như ngựa phi ngoài thảo nguyên, như khỉ chuyền cành trong rừng rậm. Ở đây tư tưởng được ví như cỏ dại tràn lan. Vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức chính là những ý niệm này. Thấy rõ giới là nền tảng, nên dung bồi gốc giới. Biết ngã mạn cao ngút trời, nên giảm bớt tự mạn cống cao. Hiểu những hoài niệm, dục đến nhanh hơn gió cuốn, nên giữ tâm chánh niệm. Nhận ra tâm vọng dấy khởi, dày như cỏ dại, nên lắng động và tịnh trừ. Quý Phật tử và quý khán giả thân mến, con người trên thế gian có cảm thấy cuộc đời rất hạnh phúc, lại cũng có người cảm thấy đời mình sâu quá bất hạnh. Thế nhưng, cảm giác hạnh phúc hay bất hạnh chẳng phải đều do tâm của bản thân chúng ta tự mình quyết định sao?
Thật ra, một người có hạnh phúc hay không, nếu dùng tiền tài và những thứ vật chất đặc định, thì cũng không thể nói rõ được. Bởi vì trên thực tế, có nhiều người rất giàu có, nhưng nội tâm của họ lại luôn luôn cảm thấy buồn khổ. Vậy mới nói, một người mà trong tâm luôn ngập tràn hạnh phúc, ắt phải là người biết xem nhẹ các loại tri cầu cùng dục vọng của bản thân, không quá so đo vấn đề được mất cá nhân, từ đó mà đạt đến cảnh giới lấy khổ làm vui. Đó mới thật sự là niềm hạnh phúc chân chính. Hôm nay, công ty truyền thông Phật giáo Thành Đạt Media sẽ gửi tới quý thính giả lời Phật chỉ dạy: hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm mình mà ra. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe và suy ngẫm. Hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm mình mà ra. Quý thính giả thân mến, trong cuộc đời vô thường sớm còn tối mất, không biết khi nào ta sẽ đi hay đối diện với những bất trắc cuộc đời như tuổi già, bệnh tật, thiếu thốn, vật chất, buồn tình cảm, sợ nguyện không thành, quán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ. Đến bởi quy luật nghiệp số, bởi nhân quả nghiệp báo, bởi vận hạn định quy, bởi số mệnh an bài cũng do nhân tạo tác đời trước hay quá khứ mà chiêu cảm hiện tại, hung hay lành. Đời người, không ai là không phải trải qua sinh lão bệnh tử, không ai là không có niềm vui và nỗi khổ. Nhưng hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm, khổ vui cũng do tâm sinh mà cũng do tâm diệt. Phật dạy, hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm. Trạng thái của tâm là hỷ, nộ, ai, ái, ố, lạc, dục. Nghĩa là vui, giận, buồn, thương, ghét, mừng, muốn. Là bảy thứ tình cảm của con người. Bảy thứ tình cảm này phát sinh ra hạnh phúc hay khổ đau. Hạnh phúc khi chúng ta đạt được những gì chúng ta mong muốn, ưa thích hay mong cầu. Còn bất hạnh hay khổ đau khi ta bị vướng vào những rắc rối, những trắc trở hay ước mong không đạt thành. Từ đó, tâm khởi phát những ưu phiền thông qua nhiều trạng thái như suy nghĩ tiêu cực, sinh khởi những niệm tưởng sầu bi ảo não. Vậy, hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm tạo tác, tâm làm chủ. Nên trần gian nói là khổ thì cũng do tâm khởi khổ mà có khổ. Nói trần gian vui thì cũng do tâm khởi vui mà có vui. Nên giải thoát không đâu xa, chính ngay nơi tâm mà bình tâm, ngay nơi lòng mà an dị, ngay nơi tánh mà an nhiên, ngay nơi pháp mà bình đẳng, ngay nơi đạo mà xuất thế đạo. Để có cuộc sống an nhiên và vui vẻ trong hiện tại và an ổn về sau, thì ngay nơi tâm đối với mọi sự, mọi việc không khởi chấp. Không khởi chấp là nơi sự hay việc đó, bằng cái nhìn chánh niệm hay ý nghĩ chân chánh mà khởi làm. Dù cho sự hay việc có gian nan, có vất vả hay khổ đau phiền muộn, thì bằng cái tâm buông xả, cái tâm vị tha, cái tâm chánh trực mà đối diện để vượt qua. Như nhà thiền có câu, khổ vui như giấc mộng. Vậy mộng là ảo hay thật? Nếu nói ảo, thì tại sao lại có khổ, có vui hiện hữu nơi tâm ta? Mà nói thật, thì khi nhìn lại tìm nó cũng chẳng thật hiện hữu, mà do giả danh, giả hợp, do duyên mà thành, do tâm bám chấp nơi pháp mà có khởi hay không khởi. Vậy, cùng nhìn nhận một sự việc, có hai người cùng làm một việc bổ củi. Một người thì yêu thích công việc mà làm hăng say không biết mệt, còn một người thì thấy nó nặng nề, không thích nên làm việc uể oải và trong trạng thái buồn chán. Vậy cũng một tính chất công việc mà có người yêu thích thì làm việc hăng say, một người thì do không yêu thích nên sinh tâm buồn chán. Từ đó cho thấy, tuy cùng một sự, một việc mà tâm khởi khác thì lại có kết quả khác nhau. Và hạnh phúc hay đau khổ, vui hay buồn, an nhiên hay bất an đều do cái tâm, cái niệm, cái ý mà tạo tác khởi ra. Vậy, để có cuộc sống hạnh phúc thì nơi tâm hãy buông xả ý niệm tà dạy, không tốt, phân biệt,
để tâm không còn ngã kiến, tư kiến, ngã năng hay ngã sở, mà từ đó tâm được an nhiên. Tâm an nhiên là gốc đạo, là nơi sản sinh ra muôn pháp. Pháp chánh, pháp lành là thiện pháp của tâm. Nếu chỉ cần khởi tà tâm, ý niệm không tốt, bất lương thì lại là nơi sản sinh muôn pháp tà đạo, bất chánh là ác pháp. Để tâm luôn an nhiên và pháp luôn là thiện pháp, thì người tu nên ngoài an nhiên nơi cõi pháp, trong an định nơi cõi tâm, ý niệm luôn chân chánh, thân khẩu ý hãy thiện lành, thì có ở nơi đâu hay làm gì cũng có sự an vui, yên ổn trong cõi đời trần gian này. Đạo là tâm an nhiên, và tâm an nhiên tạo muôn nết hạnh phước lành. Hãy kiến tạo nơi tâm mình một cõi tịnh độ nơi trần thế, đem tâm mình hòa với tâm của mọi chúng sanh, không phân biệt quốc gia, tôn giáo, không phân biệt địa vị khổ sang, không phân biệt thành phần xã hội hay tín ngưỡng, không phân biệt hình tướng, tướng trạng mà trải lòng khắp tất cả. Hãy cầu nguyện cho những người đã mất hay nạn tai, hay chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hơn mình, và đạo càng sâu là hành đạo càng rộng khắp. Giúp người, giúp đời, chứ không phải chỉ cầu mong an ổn cho chính bản thân mình. Nếu vì bản thân mình thì đạo bị bó hẹp trong cái tâm dị kỷ, cái tâm không rộng mở, vô hình chung làm cho đạo không là đạo, mà đạo là sự rộng mở của tâm hồn. Đạo không phân biệt, đạo là không ngưng trệ. Nên trong cuộc đời vô thường không chắc thật, sớm còn tối mất, mà sống sao cho xứng đáng, sống sao cho tốt, để ngõ hầu tiến tu về nơi giải thoát, an nhiên, không uổng phí những năm tháng nơi trần gian này. Và hạnh phúc hay đau khổ chỉ là khác cách nhìn, cách chấp nhận hay cách ứng xử của tâm với pháp trần mà thôi. Tiếp theo, xin kính mời quý Phật tử đến với lời chỉ dạy của Phật: làm từ thiện thế nào cho đúng cách. Xin kính mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. Quý thính giả thân mến, làm từ thiện hay bố thí mang lại an vui, lợi lạc cho mọi người, góp phần giảm thiểu những khó khăn trong đời sống, giảm thiểu những niềm đau, nỗi khổ. Tuy nhiên, làm từ thiện như thế nào cho đúng lời Phật dạy thì không phải ai cũng biết. Hiểu đúng về làm từ thiện: làm từ thiện là những việc làm thiện, phát thiện và bố thí được xuất phát từ lòng từ bi của tam giác ngộ muôn xã, không tham cầu dụ lợi và chấp trước. Đó được gọi là tâm địa hạnh nguyện của vị Bồ Tát thế gian tùy duyên độ chúng, hóa thân trong mọi hoàn cảnh, dựa trên những việc làm thiện, phát thiện làm nồng cốt, phát đại nguyện từ bi bố thí hỷ xả cứu khổ cứu nạn, mang lại lợi ích cho chúng sinh muôn loài. Lục độ ba la mật, công đức phước đức vô lượng, không thể nghĩ bàn trong thực tại, cũng như mãi mãi muôn đời muôn kiếp. Phước báo không giới hạn, mãi mãi không cạn, hạnh phúc vô biên, an lạc vĩnh hằng. Việc thiện chưa thiện thì tâm chưa thiện, tâm chưa thiện thì từ bi chưa xuất hiện, từ bi chưa hiện thì từ thiện chưa thiện, tâm không thiện thì hành vi sẽ bất thiện. Trong nhà Phật, bố thí gồm có ba loại: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là bố thí về vật chất, gồm có bố thí nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là những tài sản của cải, vật chất ngoài thân như tiền bạc, thực phẩm, các vật dụng, phương tiện cần thiết trong đời sống. Nội tài là tài sản trong thân như mắt, tai, mũi, lưỡi, máu, các cơ quan bộ phận của cơ thể, kể cả sự sống, thân mạng. Pháp thí là đem lời hay, lẽ phải, những chân lý đúng đắn, những lời Phật dạy quý báu của Đức Phật để chỉ bày, khuyên bảo người khác, hoặc tu hành chân chính theo lời Phật dạy để làm khuôn mẫu cho người bắt chước, bỏ giữ theo lành, cải tà quy chính đều là pháp thí. Pháp thí có giá trị rất lớn lao hơn cả tài thí,
vì tài thế chỉ giúp cho người khác bớt túng thiếu về vật chất trong một thời gian, hay nhiều nhất là cứu giúp một đời người. Vô quý thí nghĩa là không sợ. Vô quý thí là làm cho người khác không sợ, hết sợ. Theo cố hòa thượng Thích Thiện Qua, khi nhỏ chúng ta sợ la sầy, sợ đánh đập, sợ ma quỷ. Khi tráng niên, sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ thiếu công danh, sự nghiệp. Khi già thì sợ đau, sợ ốm, sợ chết. Chỉ toàn sợ và sợ. Phát nguyện khi làm từ thiện. 1. Việc thiện nào con đã làm ra là nhân đến đạo quả Niết Bàn. 2. Việc thiện nào con đã làm ra là nhân sanh trí tuệ. 3. Việc thiện nào con đã làm ra, kiếp nào sanh lên không bao giờ nghe chữ không biết và chữ không có. Khi nào chúng ta cần biết điều gì, điều đó phải được biết đến liền. 4. Việc thiện nào con đã làm ra là nhân sanh thân cận bậc hiền triết. 5. Việc thiện nào con đã làm ra là nhân sanh phát nguyện tu hạnh pháp cao thượng, xa lánh hạng ti liệt thấp hèn. 6. Việc thiện nào con đã làm ra đều kết duyên lành với chúng sanh, khiến cho chúng sanh quy hướng tam bảo, phát tâm tu hành, thoát khổ sinh tử luân hồi. Bất cứ một việc thiện dù nhỏ đến đâu cũng phải phát nguyện, để lỡ đời này chưa giải thoát thì đời sau sanh lên cũng không bị mất hạt giống đoạn tịnh cát lậu hoặc giác ngộ giải thoát.